Hello, hôm nay chúng ta quay lại với bên IDV nhá. Hôm vừa rồi thì mình cũng mới đánh giá thêm được một số thông tin thôi. Nếu ông bán là đang dừng ở cái trang trang 6 trên 39 đúng không? Trong báo cáo thường niên. Thế còn lúc nãy trong lúc mình đang vào lướt qua để lấy báo cáo thường niên thì thấy có tài liệu họp đấy của Đông rồi, vậy tốt quá rồi. Vậy là chúng ta gần đủ rồi. Tất nhiên đây mới chỉ là thông báo thôi, đúng không? Rất có thể là tài liệu gốc cũng nằm ở trong IDV, trong web của họ. Ở đây thì tạm thời là cũng bắt đầu ok rồi, đúng không? Trong vòng một đến 2 tuần nữa là chắc là sẽ có đầy đủ. Chúng có thể nghĩ qua xem là họ mở lúc nào nhá. 8 tháng 1, như vậy là đâu đó khoảng 3 tuần nữa, đúng không? Địa điểm họp là tại công ty luôn, chính ở trên khu vực khai quát rồi, vậy là cũng không xa gì, họp rất sớm. Đơn giản là do niên độ của IDV là khác các công ty khác, kết thúc vào 30 tháng 9 chứ không phải kết thúc vào 30 tháng 12. Thế còn buổi hôm nọ thì theo mình hiểu là thiên về đánh giá về 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 danh mục đầu tư của bên IDV. Thực ra thì bên khu công nghiệp người ta chủ yếu là người ta nhận tiền trước, do đó thì nhận cầm một khoản tiền mặt rất là lớn. Thông thường thì người nào cũng có một đầu số ông người ta sẽ ra đi đầu tư, đúng không? Bên bảo hiểm cũng thế, nhưng mà bên bảo hiểm khác, khu công nghiệp chỗ là có cái sự quản lý rất là chặt của bên Bộ Tài chính, đúng không? Đó, cơ quan quản lý trực tiếp. Thế còn bên này thì là doanh nghiệp thông thường thôi, đúng không? Nên là họ cũng có thể đầu tư lung tung được. Biết làm sao mình cảm thấy ưng ý với cách đầu tư của công ty. Ở đây thì trong số các danh mục đầu tư thì đáng chú ý đầu tiên là khu công nghiệp Đồng Văn 3, đúng không? Đây là một khoản đầu tư theo nhìn giá đến giờ là rất ok. Đấy. Thứ hai là chính là khoản đầu tư vào L18, đúng không? Ban đầu thì như họ cầm nhiều hơn. Thế còn trong quý 4 vừa rồi thì họ có bán bớt được hơn 800.000 rồi, đúng không? Bây giờ theo như mình nhớ bán nó còn có 3 triệu rưỡi. Lúc trước cao điểm là cầm 4 triệu tư cổ, đúng không? Vừa rồi giá năm mấy xong mấy ông phí bớt rồi. Như vậy là quý này chắc là sẽ nhuận khá khá rồi. Quý dương lịch quý 4, đúng không? Còn bên Ấn Độ họ là quý 1. Còn ông này thì ngành nghề đại khái chắc là bất động sản rồi, và bên Hải Dương và Thái Nguyên. Với một khoản đầu tư tiếp theo nữa là vào công ty thủy điện Trung Thu. Này thì như là bên PC1 người ta làm chủ, cũng ở trên sàn. Có cái là IDV chỉ cầm có 17% thôi. Như vậy đây là một khẩu vị cầm cổ phiếu khá bình thường. Ngoài ra thì xuất hiện một cái gọi là khu nghiệp mà Hoa Sen Du Long, 406 ha ở Ninh Thuận, ở bên huyện Thuận Bắc gì đấy. Trước thì thấy nhớ Hoa Sen cầm nhưng mà nghe bảo như thoái vốn. Đến nay thì IDV đang cầm 10%, giờ đang như vậy, 10%. Như vậy là chắc là cũng nuôi để sau này có thể công ty lên sàn, đúng không? Hoặc ít nhất là nếu mà đơn giản đầu tư ăn cổ tức thì cũng được. Như vậy là đến giờ cũng tương đối tương tất. Kể cả những khoản đầu tư rất nhỏ này nếu bây giờ bán cũng là ok rồi. Năm nay là năm của chứng khoán, bộ gì làm ăn không tốt cũng lên lên. Rồi chúng ta điểm danh như thế, đúng không? Còn chúng ta quay lại với IDV nhé, quay lại báo cáo thường niên. Ở đây thì đây đây là cái báo cáo của năm 21, đúng không? Ban đầu thì họ kế hoạch năm nay là tài sản là 1.500.000 thì không bằng, đúng không? Doanh thu thì muốn 220 chỉ là 150, chỉ có lợi nhuận thì khá ok, lợi nhuận thì khá ok. Và như vậy là năm nay bỏ qua chuyện kế hoạch thì xét trên tổng thể so với 20 thì đều bị giảm, mỗi tài sản tăng thôi, chỉ có lợi nhuận là họ là tăng tốt hơn kế hoạch một chút. Nhưng mà là họ cũng có dự kiến ngay từ đầu rồi. Dù sao thì đây cũng là một cái kết quả chúng ta ghi nhận trong 2021. Và chúng ta tiếp tục ở trang 6 nhé. Thì kinh doanh. Chắc mình gõ thôi.
không vội vã gì, kế hiện nó 10 này, kế hoạch 2021 này, đây là thực hiện 2021 này. Rồi. Lệ là thực hiện trên kế hoạch đúng không? Cái này phần trăm. Đây thì chúng ta có mấy cái đúng không? Tổng tài sản. Đây 1260. Đây kế hoạch là 1,5 đúng không? Cuối cùng thì làm 18 rồi. Như đây là 94%. Thu đúng không? Sau thuế. Ừ. Và thu giảm sâu. Tất nhiên là các công ty như khu nghiệp thì thường doanh thu thì cũng không phải là quá lớn gì, bởi vì có một phần chính lợi nhuận này đến từ cái chuyện đầu tư, nó không hẳn là thuần túy là kinh doanh khu nghiệp kiểu Việt Nam mình như thế, là thu ngành. Rồi đúng không? Vậy là người ta có cái bảng đầu tiên. Nhân sự đây đúng không? Hiện nay thì ông Phạm Trung Kiên là tổng đốc này, kiêm thành viên kiêm giám đốc xí nghiệp xây dựng Sông Lô đúng không? Kiêm là phụ nữ giám đốc công ty xây dựng. Vậy để có tổng giám đốc các nghe nào Nguyễn Thị Hoàn kế toán trưởng. Những thay đổi trong ban điều hành ông Lê Tùng Sơn đúng không, miễn nhiệm. Ồ, như vậy là năm ngoái là thay đổi cả tổng đốc. Rồi. Như vậy là hơi nhân sự đúng không? Khá lạ. Kiện này. Vào phải gõ thì mới nhớ được. Nửa xem hoa hiện không không vào đầu. Ngọc Lan đặc biệt đọc đúng không? Viên của đồng chí đốc xây dựng Sông Lô nhé. Tiếp như này rồi. Để rồi rồi Châu Sơn đúng không? Đấy, quản lý Châu Sơn. Tiến trưởng vẫn là nữ. Thông thường là như vậy. Thì tăng trưởng. Rồi. Năm ngoái rất đặc biệt đúng không? Tổng đốc còn bị miễn nhiệm. Vậy là thay đổi. Thay đổi thì là thay đổi tổng đốc đúng không? Sự. Và vậy là khả năng mình phải đọc lại lý lịch đúng không? Rồi như vậy là bổ nhiệm người này là từ mùng 1 cho đến 30 tháng 6 lại miễn nhiệm ha. Như vậy chắc có thể là cái giai đoạn chuyển tiếp của cái chuyện thay đổi tổng đốc đúng không? Miễn tạm thời thì ông Phạm Trung Kiên là miễn phó tổng của nhà do đúng không? Như vậy là một cái ban điều hành phần đông là mới đúng không? Ông Lê Tùng Sơn thì nghỉ, mới là còn thành viên không? Còn lại đấy. Rồi rồi vẫn thành viên, rất có tuổi. Ông Trung Kiên 43 tuổi đúng không? Rồi. Như vậy là họ đang chuyển giao người đúng không? Vì thực ra là chú này chú có tuổi rồi. Như vậy là chuyển sang người trẻ hơn.
Nguyễn Ngọc Lan đúng không? Bạn này bạn ấy cũng rất là trẻ. Bây giờ mới có 37 tuổi thôi. Đúng rồi. Như vậy là năm ngoái toàn bổ nhiệm người trẻ lên. Ok đúng trẻ hơn đúng không? Rồi. Bà Nguyễn Ngọc Lan đúng không? Phó đúng không? Cũng trẻ. Và như vậy là ông Hoàng Trung Kiên thì 43 tuổi, ông Lan 37 tuổi. Nguyễn Anh Đệ không thấy ngày. Đã qua đây có ngày không? À không không. Như lâu lắm rồi. Rồi trước là người công bố thông tin đúng không? Thư ký hội đồng quản trị. Rồi. Từ những năm 17 cơ. Rồi không sao, chúng ta bỏ qua nhé. Về lý lịch ban điều hành này bắt đầu trẻ dần đúng không? Và chúng ta sẽ có tổ chức sau. Rồi đúng không? Đây là tỷ lệ sở hữu đúng không? Của những người kia. Rồi chúng ta cũng có một cái bảng như thế này. Ông Phạm Trung Kiên thì là đầu kỳ là có 39.000, bây giờ là đến 145.000 rồi. Bà Nguyễn Ngọc Lan đầu kỳ là có 26.000, bây giờ là 116.000. Ông Nguyễn Anh Đệ là 19.000 thì bây giờ là 98.000. Ông Nguyễn Thị Hòa là 4.000 thì 47.000. Đúng không? Mình nhớ mang máng là đoạn đầu năm ông có một cú e-shop rất là lớn. Đúng rồi, 800.000. Mà mình nhớ mang máng là nhân viên bên này thì không nhiều. Như vậy là cái cú vọt lên này là hoàn toàn khả năng cao là do vụ e-shop rồi. Đây mình gọi là kiểm định lại lần nữa. Ông Phùng Văn Quý còn bán cơ. Chị Việt Dũng chủ tịch cũng bán, nó bán không phải nhiều. À, mua xong bên này để bán ngay. Chưa hiểu đúng không? Lê Tùng Sơn đây đúng không? Ông này chú là chú thôi thôi tổng đốc đây. À em ông Dũng mua đúng không? Ông Dũng lại bán. Mà phần lớn là bán đúng không? Lại chỉ thỉnh thoảng có người mua. Chỉ có LC là người ta mua thôi. Đúng rồi. Vâng, bạn Hoàn cũng bán. Rồi, như vậy là cú này là chắc là từ e-shop rồi chứ không không phải thể là từ đâu ra được rồi. Và mình ghi tiếp đây nhá. Dễ. Vâng, có chút. Vâng, như vậy là mình tranh thủ gõ tí đúng không? Thì chúng ta có cái số liệu như kia đúng không? Đây là về gọi là tỷ lệ sở hữu đúng không? Của ban điều hành, ban tổng đốc. Nên đây thì ngoài chuyện là ESOP ra thì chắc là họ có cú thưởng cổ phiếu, cổ tức cổ phiếu kia nên là sao thấy nó lại toét ra. Chắc chắn là ai cũng này. Rồi đúng không? Vậy chúng ta nói chung ban điều hành này thì cũng không phải là người cầm nhiều cổ đúng không? Người cầm nhiều cổ thì chủ yếu là Quý và nhóm nhóm ông Dũng đúng không? Nhóm bên thành viên hội đồng quản trị cơ. Đúng rồi, hiện nay thì tổng đốc hình như cũng vẫn còn chưa là và thành viên đúng không? Phó tổng thôi. Rồi vậy là tình trạng là như vậy. Thế còn về về người đúng không? Về người đây
Hiện nay thì họ cả công ty thì chỉ có 7-8 người thôi, không nhiều. Bên VPID Hà Nam thì 19 người. Đấy, còn bên Khai Quang kia thì 59. Đây thì cũng không cần phải học hành cao sang gì, nhiều công nhân kỹ thuật đúng không? Là đủ kha. Thu nhập bình quân là 13 triệu. Nhân sự đây thì có 78 người. 59 ở Khai Quang đúng không? 19 ở Hà Nam đúng không? Hoặc là mình gọi là Châu Sơn đi. Rồi. Theo thu nhập họ ghi nhận được thì là 13 triệu.